Cây ké hoa đào có những tác dụng rất là thực tế và cần thiết cho mỗi chúng ta. Các bộ phận trên cây ké như là rễ, thân, cành, lá, hoa đều được sử dụng để làm thuốc. Và mỗi bộ phận trên cây ké đều được sử dụng để chữa các bệnh khác nhau. Như là rễ thì được dùng để chữa thấp khớp, khí hư, bạch đới, lị, tiêu hóa kém, cảm cúm, amidan, sốt rét, hen bướu, v.v. Còn hoa thì được dùng để chữa thủy đậu, sốt và rối loạn trí não. Còn cành, lá hoặc là toàn bộ cây thì dùng ngoài để chữa chấn thương, bầm dập, thấp khớp, viêm vú, rắn cắn. Về tính vị và tác dụng thì ké hoa đào có vị nhạt, hơi ngọt, dịu, tính mát, không độc, có tác dụng là thanh nhiệt, tiêu viêm, trừ thấp, lợi tiểu. Còn theo tài liệu Ấn Độ thì rễ của cây ké hoa đào có thể gây sảy thai bằng cách là đặt một đoạn rễ ngắn của ké hoa đào đặt vào âm đạo và để đó mấy giờ thì có tác dụng gây sảy thai. Thì cách sử dụng ké hoa đào để chữa bệnh như thế nào? Sau đây mình sẽ nói về 5 bài thuốc để các bạn có thể tham khảo nhé. Bài thuốc thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa lị viêm ruột. Các bạn dùng rễ hoặc là toàn cây ké hoa đào với liều lượng là từ 30 cho đến 40 gram, lá 3 chẽ 20 gram. Tất cả các bạn thái nhỏ sao vàng, sắc chia làm 2 lần uống trong ngày, có thể dùng riêng hoặc là dùng toàn cây. Với liều lượng từ 40 cho đến 50 gram chặt nhỏ sao vàng sắc uống. Tiếp theo bài thuốc thứ hai là bài thuốc dùng để chữa trẻ em tiêu hóa kém. Thì dùng rễ tươi rửa sạch, giã ép lấy nước rồi mỗi lần là cho trẻ uống từ 4 thìa cà phê ngày 2 lần, uống liền 4 ngày. Tiếp theo bài thuốc thứ ba là bài thuốc dùng để chữa rong kinh rong huyết. Thì dùng rễ của ké hoa đào, mần tưới, chỉ thiên, mã đề, mỗi vị là 20 gram sắc uống. Tiếp theo bài thuốc thứ tư là bài thuốc dùng để chữa khí hư bạch đới. Thì dùng rễ của cây ké hoa đào, chua ngút, bòng bong lá to, mỗi vị là 20 gram sắc uống. Tiếp theo bài thuốc thứ năm là bài thuốc dùng để chữa thủy đậu. Thì dùng ké hoa đào phối hợp với ké hoa vàng, mỗi vị là 5 cho đến 10 gram, ăn cùng với cùi dừa. Trên đây là những thông tin về cây ké hoa đào. Nếu thấy video có ích, các bạn hãy chia sẻ để nhiều người biết đến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.